Tôi đâu có giam, tôi cũng đâu có trói. Mấy người muốn bắt anh ấy đi hay là cấm anh ấy quay lại đây á thì cứ tự nhiên. Có một vài lần thì Di đi ngoài đường thì gặp những người khán giả họ rất là khó chịu, nhìn rất là khó chịu và họ có là giống như là họ hơi đánh nhẹ vào người mình và họ nói là đừng có như vậy nữa nghe không? Như vậy là không có được đâu đó. Tôi là tôi không thích như vậy đâu đó. Phan Di thật sự rất là đơ, tại vì mình chưa có hiểu là ủa chuyện gì đang xảy ra, tại vì mình không có quen cô này thì tại sao cô lại nói mình như vậy? À thì ra cô là một khán giả của Gạo Nếp Gạo Tẻ và cô đã xem phim và quá nhập tâm vào bộ phim và mình đã để lại những cái ấn tượng xấu từ cái vai diễn của mình. Di là một người Di không thích tranh giành. Di nếu mà Di đã cảm thấy là cái người đó không thật sự là cái người của mình và cái người đó là cái tình cảm của họ không có chọn vẹn dành cho mình thì Di sẽ để cho người ta được thoải mái đi cái con đường của người ta. Nếu Di không có tranh giành bởi vì Di nghĩ là tình cảm là cái điều mà mình càng tranh giành sẽ càng không có được. Di đồng ý rằng người thứ ba đi giành giật tình cảm của một người đã có gia đình là sai. Cái này là Di không thể bình được. Nhưng có trách thì mình cũng không nên trách một người mà không thể nào mà cái người chồng hoặc là người vợ trong gia đình mà không gọi là không mở cửa để mời người ta vô thì làm sao cái người thứ ba người ta có thể bước vô được. Di nghĩ là ở lĩnh vực nghệ thuật thì không có quan trọng là già hay là trẻ, mà quan trọng là lúc đó bạn còn có duyên hay không. Cái duyên nó rất là quan trọng. Mình đồng ý là bây giờ có rất là nhiều bạn diễn viên vừa trẻ vừa đẹp vừa có tài. Cái điều đó Di cảm thấy rất là mừng. Có cái gì đó phù hợp với một nhân vật nào đó thì chắc chắn là mình sẽ được các đạo diễn cũng như các nhà sản xuất người ta lưu ý tới và người ta sẽ gọi mình. Văn Di đang rất là muốn có một cái vai nó hành động, một vai nữ hành động kiểu giống như là điệp viên gì đó, hành động một chút xíu, nó mạnh mẽ hơn.